Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Elbuy. Tôi là Thế Anh, kỹ thuật viên trưởng của Elbuy. Hôm nay trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để kiểm tra chiếc xe đạp của bạn đang đi ngay tại nhà. Như các bạn thấy trước màn hình của các bạn, đây là chiếc xe XDS mang mã hiệu là RX350. Thì em nó đã hoạt động được khoảng 6 tháng. Thì đã cũng tôi sẽ tiến hành kiểm tra như đánh giá bảo dưỡng tổng thể đã chiếc xe, một số chi tiết quan trọng của em nó. Thì mời các bạn đón xem. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra độ sâu của hành trình tay phanh bằng cách là bóp kịch phanh. Nếu phanh của bạn giữa tay phanh và phần ghi đông tạo thành hai đường thẳng song song như này đấy, thì nghĩa là phanh của bạn đang ở trạng thái tốt nhất và bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Còn nếu trong trường hợp mà tay phanh của bạn quá gần ghi đông hoặc quá xa thì bạn nên chỉnh lại nó. Phần tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra đó phần củ phanh. Nếu hành trình phanh quá sâu thì nguyên nhân là do má phanh bị mòn hoặc dây phanh bị trùng. Thì đối với má phanh thì chúng ta sẽ kiểm tra tuổi thọ của má phanh qua đường rãnh trên má phanh. Như các bạn thấy trên màn hình, trên tay tôi là chiếc má phanh. Thì trên má phanh thì sẽ có những cái đường rãnh này biểu thị cho tuổi thọ của chiếc má phanh. Nếu những đường rãnh này còn sâu, nghĩa là tuổi thọ má phanh của bạn vẫn còn khá là dài và bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng được nó. Còn trong trường hợp những má phanh này là mà đường rãnh của nó còn khá là lông thì chúng ta nên là tiến hành thay má phanh mới cho chiếc xe đạp của mình. Sau khi kiểm tra phần má phanh, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh dây phanh bằng lục răng lăng. Khi tiến hành điều chỉnh dây phanh thì một tay chúng ta sẽ đỡ vào hai phần ngàm của củ phanh, tay còn lại chúng ta sẽ thao tác siết. Tiếp theo là về phần lan hoa, để kiểm tra độ trùng chúng ta sẽ tiến hành bóp lan hoa. Nếu quá trùng thì chúng ta sẽ đi tiến hành cân lại vành. Tiếp theo là phần hấp, để kiểm tra hấp xe thì chúng ta sẽ tiến hành quay bánh và sau đó nghe. Nếu hấp xe của bạn có phát ra những tiếng động lạ như cạch cạch hoặc là xước hay là bánh xe không được bon thì chúng ta sẽ tiến hành phải bảo dưỡng như là làm lại cái bộ hấp này. Tiếp theo, sau khi đã kiểm tra phần phanh và phần bánh xe, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bộ phần đó là đề số và xích lít. Để tiến hành kiểm tra xích thì chúng ta sẽ quan sát độ ôm của xích. Nếu xích của bạn có độ ôm như trong video, sẽ nhấc sợi xích lên. Nếu sợi xích của bạn còn độ ôm như trong video, nghĩa là xích của bạn vẫn còn tốt và vẫn có thể sử dụng được. Còn nếu độ ôm của xích mà không được tốt như vậy, nó kéo hẳn trùng ra rất là xa, thì bạn nên thay một sợi xích mới. Tiếp theo là líp. Chúng ta sẽ dùng mắt thường quan sát các tầm líp. Nếu các tầm líp quá nhọn thì chúng ta nên thay thế một bộ líp mới. Sau khi đã kiểm tra xích líp, nếu mọi thứ đều ổn thì chúng ta sẽ tiến hành là vệ sinh bộ xích líp bằng các dung dịch chuyên dụng và tra dầu mới cho xích líp
để nó được trơn tru. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra về phần cổ phốt. Để kiểm tra phần cổ phốt thì chúng ta sẽ dùng một tay tóm chắc phần cản, một tay còn lại tóm vào phần cung, sau đó chúng ta sẽ lắc mắt. Nếu cổ phốt của bạn có tiếng lọc cọc, nghĩa là cổ phốt của bạn đã bị dơ lỏng, thì chúng ta có thể tiến hành điều chỉnh bằng cách dùng giác với các con ốc này. Tiếp theo là về phần đùi đĩa và trục giữa, chúng ta sẽ kiểm tra độ dơ giữa đùi đĩa và khung bằng cách là sử dụng một tay và bóp chặt giữa phần đùi đĩa với khung lại. Đấy, nếu có độ dơ, có độ lục cục, đấy, thì nghĩa là bạc đạn của bạn đã bị hỏng và bạn nên tiến hành thay thế bạc đạn mới. Tiếp theo là về phần yên xe. Như chiếc xe này thì yên đang hơi trúc, tôi sẽ tiến hành chỉnh lại nó. Vừa rồi là 6 bước mà tôi đã tiến hành kiểm tra chiếc giấy 350. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ với chiếc xe thân yêu của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy comment xuống phía bên dưới hoặc mang xe đạp của bạn đến theo bên bài. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cách tốt nhất. Xin cảm ơn.